còn mấy tiền lẻ rồi đó. Mình có cái này rồi anh em. Đây, mình sẽ làm một cái clip cho bà tiền tiếp các bạn ơi. Nhưng mà bà không có biết hai tụi mình đi đâu đâu. Bây giờ hai đứa mình giả, một đứa giả gãy chân, một đứa thì giả gãy tay. Bây giờ anh muốn gãy chân mà vẫn đi được. Leo cái ớt bị gãy tay các bạn ơi, không biết là bà có tin hay là không. Ok, bây giờ mình sẽ đi về quay clip cho bạn xem. Mình sẽ làm một clip này thật là nhanh. Chiều các bạn ơi, gần mưa nữa. Đạt đang ngồi ở trong kìa. Hai người đó không biết tụi mình đang làm gì đâu. Băng nè, rồi thuốc đỏ nè. Rồi bây giờ bọn mình sẽ thực hiện clip cho anh Tiền nha mọi người. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm một cái video cho anh. Nội dung video là như thế này. Làm lẹ lẹ đi, trời tối còn chỉ mưa nữa kìa. Ừ các bạn ơi, trời tối rồi, chuẩn bị mưa rồi nè. Anh em thấy không? Hôm nay mình sẽ làm một cái clip cho anh chị Tiền. Các bạn biết mình cho anh gì không? Nè, ở đây mình đã đi mua bông băng thuốc đỏ về nè các bạn ơi. Đây là mấy bịch bông băng á. Còn đây là chai thuốc đỏ nè. Mình sẽ cho anh bảo mình nói là trèo lên cây ớt á, cái mình té gãy tay, còn anh Khánh. Còn anh thì té mới gãy giò được chứ. Ok. Ok. Vậy bây giờ tụi mình phải làm nhanh nhanh để thôi bà đi gai bà nghi ngờ. Bà không biết mình đi đâu, mình vô đó mình dựng xe mình để đó luôn. Còn bây giờ là có bông băng thuốc đỏ này kia nè. Mình sẽ hóa trang thành một cái đứa mà bị gãy tay các bạn ơi. Biết là gãy tay nó khó chịu hay là không? Anh nghĩ có khó chịu không? Anh không biết nữa chứ, anh không biết đi sụi sao hết trơn á. Anh coi cho em TikTok hình như làm gì nè. Đưa giò ra, dịnh. Ok các bạn ơi, mình nói con chó này gượt mình nè, mình té cây ớt rồi mình gãy tay. Con chó này gượt em té gãy cây ớt luôn. Thôi là nói mình giỡn với bồng lai cho bị bồng lai gượt đi. Nói mới dễ tin á, bị giỡn bồng lai bị bồng lai gượt té. Rồi xong rồi mình đi băng mới gì này mới gì tật nè. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ hung bồng lai cho bạn xem nha. Gớm quá. Bồng lai cảm giác Tú Hùng có thi ớn không? Ok bây giờ mình sẽ để dép ra ngoài đây. Đó, mình sẽ làm một cái clip này nhanh nhanh lên các bạn ơi, không thôi là bả nghi bả biết rồi sẽ chết luôn á. Bữa hổm mình cho nó mình thấy bả khóc luôn. Không biết là bữa nay bả thấy mình gãy tay mình lết vô không biết như thế nào. Anh nói rồi mà, anh đi gãy giò nhưng mà anh vẫn đi được. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ băng vô. Mở này ra, một đứa một cái đúng không? Em ăn cái đầu nữa. Em ăn cái đầu nữa. Mình bị thương cái đầu nữa. Lấy cái ớt là đụng cái đầu đi. Rồi, băng cái đầu thì anh băng cái giò thôi, được rồi. Tụi mình đang xé ra các bạn ơi. Bịch này nè là 6.000. Cái chai hút rồi. Đây. Nè. Đây cái là cái chai hút đỏ, y ghen là máu vậy. Cái băng hút thì anh cũng chưa băng lần nào, anh không biết băng sao. Giờ anh sẽ băng đầu qua cho em. Cái gì? Anh Khánh sẽ lấy cái này nè, băng cái đầu lại cho mình. Đây là em giả bộ làm mù, băng mù. Nơi chơi mà. Băng cái đầu á, em phải cái băng gì đó đẹp. Chắc phải cuốn cấp lên để băng nó tốt. Anh nói được không? Thằng thôi vô băng cái đầu băng nhìn nè. Rồi để màu đỏ vô đúng không? Ừ. Thôi băng cái tay em chứ. Ôi băng cái đầu đi, băng cái đầu đi. Mình làm nhanh nhanh đi. Tao lại mày khách thôi. Game mấy đứa chết hình. Ta nhìn quá trời. Được không? Được không? Được. Quăng sao đầu em sức. Được chưa? Được chưa các bạn ơi? Thì cường ta nhìn rồi cơ. Ok, cái này là do móng tay mình đã già bởi vì bị lỏng. Để em bị tốt. Ok, giờ mình giờ kẹp cái này lại nè cho nó bám vô. Một cái. Ôi được rồi đó hả? Băng vậy thôi. Được chưa anh ơi? Cũng nhìn mình hết trơn á. Chắc người ta nghĩ hái mình bị khùng á. Cười 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 xe hơi rồi. Con Tú nó mở thì không được nha. Tại vì nó là con gái nó không có sức mạnh. Còn tôi con trai là tôi có sức mạnh. Có sức mạnh. Anh Bi tôi mở được. Cái này là cái gì vậy? Sức con chim chứ có gì đâu. Chai hút chứ có gì đâu. Đây là chai con Tú. Tới giờ mình cũng không biết ấy sao nữa. Nhiễu từ trong đoạn Tú nhiễu ra cho giống chút. Đây. Nhiễu vô ở trong ấy ra mới giống, hiểu không? Ở trong ấy ra nó, anh có thấy nó màu đỏ không? Có. Không có đỏ mấy nhưng mà ghê lắm. Trời. Đó. Ok các bạn ơi, bây giờ mẫu pha gãy chân. Đó. Đó trời má trắng. Chân gãy bằng sao ta? Lấy cục cây cho anh đi. Thường thường mới nghĩ chân thấy nẹp nẹp cái gì đó. Cục cây vô. Đó. Phải không anh ơi? Phải. Rồi yên tâm rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ quấn gãy chân. Không biết là phản ứng của chị Tuyền khi coi cái clip này sẽ như thế nào nữa.
Trời má ông chân không. Mình sẽ quấn kỹ nha. Trời nháo. Cái này nó lúc lắc sợ chết chết được. Không chết đâu. Mình sẽ giấu nó đi. Sẽ quấn kiểu ngấu ngáo à. Anh nên từ từ thôi. Tới cái tay xuống. Rồi quấn thêm vài vòng nữa thôi. Ông không biết quấn tay vậy. Ok, đã quấn vậy quấn lại quấn nhiều nhiều đi rồi quấn cổ. Thường lại quấn gì nè. Rồi xong rồi đưa tay ra tốt. Rồi. Mày đưa thẳng cái tay bị xui thiệt cái gì. Đưa xa xa để tao coi tao quấn mới được mày. Đừng có kiệm cái tay thả lỏng ra. Ghê quá. Nhìn cái đầu mình thôi là mình cũng đã thấy sợ rồi. Mình đã què rồi. Ok bây giờ mình sẽ đặt gốc ở đây nè các bạn ơi. Rồi giống như bữa hỏi mình đặt chắc nó không biết đâu. Lấy con heo che lại luôn. Để đặt thêm một cái con mắt. Bây giờ mình sẽ để. Okay. Lấy đồ che lại. Đây, mấy bạn ơi, bây giờ hiện tại mình sẽ lấy cái áo mà mấy chục ngàn của mình che lại nha. Ok. Rồi xong rồi. Chút xíu nữa nó sẽ về.
chơi dẫn một lai theo đó, rồi dở một lai đó được người gãy nữa, người trời đất ơi em nằm không có đỡ, trời cái đầu người bác sĩ nó sao vậy? Nó té cây ớt, còn tao dùng tao té, cho nó dùng tao té. Cấp mà mày với anh nè đi chợ đó là tao chở nó đi rồi không tao. Bình thường không muốn, muốn nãy chứ nữa, bình thường không muốn à. Bình thường không muốn, bình thường không muốn.